Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ekip thực hiện Never Show Quang Hà xin lỗi khán giả vì hủy show do cháy địa điểm diễn. Sáng sớm ngày 28 tháng 9, sân khấu Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội bất ngờ bị cháy, khiến đêm diễn đầu tiên của Never Show không thể thay thế của nam ca sĩ Quang Hà đã bị hoãn lại. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến cả ekip thực hiện hai đêm diễn trong bối rối. Đại diện đơn vị tổ chức là ông Quang Cường, giám đốc Quang Cường Production, cũng là anh trai của ca sĩ Quang Hà cho biết: "Hiện chúng tôi vô cùng lo lắng về tất cả mọi thứ, đã chuẩn bị 100% cho hai đêm diễn này. Đây là tâm huyết của hàng trăm người khiến chúng tôi rất buồn trước sự việc bất ngờ này. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến khán giả và mong sẽ mang Live Show này sớm thực hiện phục vụ khán giả ở một ngày gần nhất." Sự việc xảy ra vào sáng sớm nên tất cả mọi người không kịp trở tay. Hiện nay các cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đang tập trung lực lượng để xử lý vụ việc. Đạo diễn âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Nguyễn Quang cho biết sự việc xảy ra là do hệ thống thấm từ trên trần rơi xuống. Các công nhân của đơn vị thi công do Cung Hữu Nghị Việt Xô làm việc không cẩn thận nên đã làm sập dàn thiết bị ánh sáng. Chúng tôi gửi lời xin lỗi khán giả, những người đã mua vé ủng hộ Never Show của Quang Hà. Được biết hai đêm diễn sẽ bị hoãn lại với sự kiện khiến nhiều chương trình khác cũng bị hoãn để sửa chữa lại hệ thống sân khấu tại đây. Ban tổ chức cho biết vụ hỏa hoạn này gây thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng và trên hết là tình cảm của khán giả đã yêu mến Quang Hà trong thời gian vừa qua. Theo ban tổ chức thì chiều nay vào lúc 14 giờ Quang Hà và các nghệ sĩ sẽ có buổi biểu diễn bù cho khán giả là các khách hàng tại khách sạn JVGF Marriott số 8 Đỗ Đức Dục Hà Nội. Buổi biểu diễn còn lại sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất để gửi lời chia đến khán giả yêu mến Quang Hà. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.